Thưa quý vị và các bạn, cùng với bảo vệ màu xanh cho rừng, mô hình chuyển hóa từ trồng rừng gỗ nhỏ sang trồng rừng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho các gia đình mà còn thúc đẩy sản xuất lâm nghiệp phát triển bền vững, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu. Đây là hướng đi mới đang được Chi cục Kiểm lâm Vĩnh Phúc triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Sông Lô và thành phố Phúc Yên. Đây là cánh rừng gỗ keo 5 năm tuổi trên địa bàn xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên. Còn đây là cánh rừng gỗ mỡ trên địa bàn xã Quang Yên, huyện Sông Lô. Hai giống cây trồng này được Chi cục Kiểm lâm Vĩnh Phúc tuyên truyền, vận động các hộ được ra khoán trồng rừng, bảo vệ rừng, tham gia chuyển hóa trồng rừng gỗ nhỏ sang trồng rừng gỗ lớn. Tuy mới đưa vào trồng, song hai loại cây trồng này được đánh giá phù hợp với vùng đất lâm nghiệp của Vĩnh Phúc, cây phát triển nhanh, đồng đều, không có sâu bệnh hại. Đặc biệt hơn nữa, trồng rừng gỗ lớn có tuổi thọ khai thác kéo dài hơn trồng cây gỗ nhỏ từ 5 đến 7 năm, góp phần rất lớn cho việc giảm xói mòn, rửa trôi đất, phòng chống lũ lụt, hạn hán. Trồng cây gỗ lớn này thì nhìn dây rõ rệt luôn. Thứ nhất là đất tốt, mùn đất cây phát triển rất tốt. Cái thứ hai là chống xói mòn. Cái thứ ba là giữ được cái độ ẩm, sẽ không dẫn đến cái việc cháy rừng hàng năm nó giảm rất nhiều. Thực tế đây thì bạn nhìn đây thì sau 5 năm trồng cây gỗ lớn, đây này tại mới được 5 năm thì cái lớp mùn nó đã rất ẩm, rất tốt để cho cây phát triển rất tốt. Độ dày của mùn rất tốt đây. Đây như các đồng chí rất cao. Đây các đồng chí đã nhìn này thì này, nó đã tạo được cái độ ẩm. Tóm lại là có độ ẩm cao để cho cây nó có sự phát triển tốt hơn. Trước đây đây là cái rừng này thì từ lúc bắt đầu triển khai trồng dự án 3352 trồng cái bạch đàn là lá nhỏ ấy, nhưng mà trồng nhiều năm là không phát triển được. Coi là cái đất này nó đất là rất là xấu. Qua quá trình tức là được sự tuyên truyền của hạt kiểm lâm thì gia đình tôi đã là bỏ cái bạch đàn tiến tới là trồng những cây keo, cho nên là cây keo này thì nói chung là nó phát triển rất là nhanh và có rất hiệu quả kinh tế. Hai nữa là nó giữ được cái đất đấy, độ ẩm lúc nào cũng là cao đấy. Nếu trồng bạch đàn ấy thì coi là lá rất khô, là một hai nữa cái nước bạch đàn, lá bạch đàn nó xuống thì coi là xuống đâu thì cây cỏ là chết đến đấy. Đấy, cho nên là gia đình tôi quyết định tức là bỏ cây bạch đàn, chuyển sang là trồng cây keo. Trước đây, khu rừng này được hộ ông Hoàng Quốc Vượng trồng bạch đàn và sau từ 3 đến 5 năm tiến hành khai thác. Việc trồng cây gỗ nhỏ nhanh cho thu hoạch nhưng lợi nhuận không cao, đất đai bị xói mòn, khô cứng. Từ khi tham gia trồng cây gỗ keo, những lợi ích mà ông Vượng có thể nhìn nhận thấy. Trước đây trồng bạch đàn là những loại cây thảm thực vật này coi là chết hết, lá bạch đàn nó rơi đến đâu là nó bị chết hết đấy. Thế do vậy là cây cỏ là nó bị chết. Thế do vậy là cứ mưa đến là nước là sâu lắng sâu thủy ngay, nó không giữ được nước. Thế do vậy là từ lúc bắt đầu gia đình là tôi trồng cái keo này thì bắt đầu là giữ được độ ẩm, là một hai nữa những loại cây thảm thực vật này tiếp tục là phát triển. Và mỗi một năm là gia đình phải phát hai lần ấy, không có là nó rất là rậm rạp. Thế do vậy chúng tôi xác định là trồng cây keo là nó rất hiệu quả kinh tế. Đấy, thứ nhất là nó giữ được cái độ ẩm cho cây cối, cái thứ hai nữa là nó không hại cho đất. Đấy, từ lúc bắt đầu trồng có rừng cây keo này bắt đầu ở dưới khe là bắt đầu là con nước. Trong bối cảnh quỹ đất dành cho phát triển lâm nghiệp khó mở rộng, việc tập trung phát triển trồng rừng gỗ lớn được đánh giá là lợi ích kép, vừa mang lại thu nhập cho người dân, vừa bảo vệ môi trường bền vững và chống biến đổi khí hậu. Theo tính toán của ngành kiểm lâm, tập quán của người trồng rừng sau từ 5 đến 7 năm khai thác, năng suất đạt từ 65 đến 70 mét khối một hecta, hiệu quả kinh tế chưa cao. Việc trồng cây gỗ lớn sau từ 10 đến 12 năm khai thác, năng suất đạt khoảng 180 đến 200 mét khối một hecta. Mặt khác, việc trồng rừng gỗ nhỏ cũng đòi hỏi phải tái đầu tư, chi phí giống, công trồng, chăm sóc ban đầu và có nguy cơ cháy rừng cao hơn so với rừng gỗ lớn. Thực tế cho thấy, chuyển hóa từ trồng rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn mang lại giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với rừng trồng gỗ nhỏ. Cụ thể, đối với rừng trồng phổ biến hiện khi khai thác ở năm thứ 5, gỗ nguyên liệu chế biến răm gỗ, giá trị đạt trung bình 32 triệu đồng một hecta.
Nếu khai thác khi cây rừng trở thành gỗ lớn trên 12 năm tuổi, thì khi đó cây rừng có giá trị theo giá gỗ sẻ từ 2 đến 4 triệu đồng một mét khối, đạt tổng giá trị từ 120 đến 150 triệu đồng một hecta, cao gấp từ 4 đến 5 lần giá trị rừng gỗ nhỏ. Bên cạnh đó, trồng rừng gỗ lớn có chi phí thấp hơn so với trồng rừng gỗ nhỏ, do giai đoạn về sau chủ yếu là chi phí công tác bảo vệ thay vì phải trồng lại rừng, đồng thời phát huy chức năng bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu. Mấy năm gần đây thì cũng có một số hộ gia đình tại địa phương cũng được khuyến khích cũng như là tuyên truyền, thì họ cũng đã đầu tư vào trồng cái cây trồng rừng cây gỗ lớn. Thì đây là thử nghiệm trồng trên đất rừng sản xuất. Đấy, là những cây gỗ lớn này thì là cũng có những cái hiệu quả rất tốt. Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay, bên cạnh phát triển kinh tế rừng, người dân tham gia trồng rừng có thêm nhiều nguồn thu nhập khác nên đời sống ngày một nâng cao. Hơn nữa, giá trị màu xanh của rừng mang lại cho nhiều ngành nghề khác phát triển, nhất là trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Trồng cây lâu năm ấy thì qua quá trình về vấn đề cái cây này thì nó rất là phải để cái thời gian là nó lâu và dài. Thế do vậy nhưng mà trước đây thì nếu như là chúng tôi mà để cây lâu dài thì chúng tôi nguồn thu nhập nó rất là khó. Nhưng mà đến bây giờ là chúng tôi là không nhất thiết là phải thu nhập về vấn đề cái rừng này nữa, mà chúng tôi sẽ có nhiều cái nguồn khác để thu nhập vào để chúng tôi là hỗ trợ cho vấn đề cái rừng. Đấy, thế do vậy là chúng tôi cũng rất thấy là nó cũng rất là yên tâm. Trước đây thì người dân trên địa bàn xã Ngọc Thanh thì chủ yếu sống về rừng, bởi vì rừng là cái nguồn thu chủ yếu của gia đình. Về sau này về cái câu chuyện phát triển kinh tế xã hội thì các cái gia đình thì cũng có cái nguồn thu từ các cái nguồn thu khác, cho nên là song song là vừa phát triển kinh tế vừa là trồng rừng, thì thấy vai trò của cây gỗ lớn thì sẽ đem lại cái giá trị cho các cái hộ gia đình, và đây cũng là một cái nguồn lợi rất lớn cho địa phương. Thứ nhất là phủ xanh đất chống đồi trọc, cái thứ hai nữa là giữ đất rừng được ổn định và tạo được cái cảnh quan cho môi trường. Chuyển hóa từ trồng rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn đang là xu hướng trên thế giới và cũng là giải pháp quan trọng để thay đổi thực trạng kinh doanh lâm nghiệp hiện nay. Để phát triển mô hình chuyển hóa từ trồng rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn có lợi ích kép này, người tham gia trồng rừng và ngành kiểm lâm Vĩnh Phúc mong muốn Ủy ban nhân dân tỉnh có cơ chế chính sách khuyến khích nhằm nhân rộng mô hình trồng rừng gỗ lớn. Trồng keo này thì nó khác với bạch đàn, là trồng keo là nó có đặc tính là sau khi mình cắt xong thì bắt đầu keo nó lại chết, nó không mọc mầm lại được. Thế do vậy là phải trồng lại được. Thế do vậy là cái này thì nó cũng rất là cái lan giải. Muốn đề nghị là các cấp các ngành, ở trên nhất là trên chi cục kiểm lâm, sở nông nghiệp là tạo điều kiện cho các hộ, tức là một số về vấn đề cái hỗ trợ cho về cái giống là một, cái phân bón là hai. Sau một thời gian thử nghiệm trồng cây gỗ lớn ở địa phương thì cũng rất là mang lại nhiều cái hiệu quả về kinh tế cũng như là về môi trường. Tuy nhiên, để triển khai được cái diện rộng ở trên địa phương thì chúng tôi rất mong muốn là tỉnh có một cái chính sách hỗ trợ cho người dân, ví dụ như cây giống và nguồn vốn để cho các hộ dân họ nhân rộng những cái mô hình đó trên địa phương để làm sao cho rừng càng ngày càng tốt và xanh. Trồng rừng gỗ lớn cũng có khả năng hấp thụ nhiều carbon, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu. Người trồng rừng áp dụng tốt quy trình chuyển hóa trồng rừng thâm canh gỗ lớn với thời gian kinh doanh 10 năm trở lên, đất đai sẽ được cải tạo, tầng đất mặt sẽ tốt hơn, đảm bảo ổn định sinh thái, ổn định nguồn nước ngầm, cải tạo được điều kiện khí hậu. Từ các mô hình trồng rừng gỗ lớn sẽ góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành lâm nghiệp theo hướng nâng cao năng suất chất lượng, phát huy giá trị của từng loại rừng, tăng giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích, góp phần giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và tăng thu nhập, cải thiện sinh kế cho người dân làm nghề rừng.